Kẹo thật không phải nhựa à? Giật cái thử. Lúc này đúng là thời thượng đấy. Trông như kiểu bên cục bên xe. Trời ơi, hay vậy hả? Em đúng là sáng tạo vượt trội đó nha. Wow, sô-cô-la thật luôn này. Ôi trời, nóng này á, cứ không biết có việc gì mà rủ mình sang nhà ngay, có việc gì. Cái này á, bà lại còn bảo á, sang đây em cho chị xem một cái cực phẩm về thời trang, thời thượng. Chẳng lẽ lại được ba mẹ mua cho quần áo mới lại khoe đấy. Kính này đặc biệt rồi, kính không có mắt thì này, hoặc là khóa trong này, có cái tác dụng gì đâu. Đây, sao? Gần đây là cái gì? Tuổi mấy cái, ra đây ngồi. Cái kiểu kính đau quá trời luôn. Người thì bé, người ta thì lớn, mắt thì ta phải lo khoan cho. Đây, chị biết rồi, mấy cái hạt nhựa này á, nhà chị đây, mẹ chị á, chuyên để đính lên quần áo váy của chị đời. Úi dồi, quê gì em mới quê. Đây là sô cô la chị ạ. Sô cô la sao lại dán vào đấy? Dán vào để làm gì? Cái này đúng không? Ừ. Chơi đúng không? Đúng rồi. Một cái cái ra ăn liền. Đâu em thử thì xem nào. Đây nhé, đây như này. Wow, kẹo thật không phải nhựa à? Giật cái thử. Ừ, lúc này đúng là thời thượng đấy. Trông như kiểu bên cục bên xe. Trời ơi, hay vậy hả? Em đúng là sáng tạo vượt trội đó nha. Wow, sô-cô-la thật luôn này. Ủa, thôi mà ly hết cả người đi ấy. Ngon quá. Nhưng mà công nhận nhìn nhá, ban đầu em mà không nói thì không biết là sô-cô-la đâu. Còn cái này á, là những viên nhựa mẹ chị vẫn á, hay đính lên váy của chị có mấy cái á. À, quá là kẹo sô cô la thật, ngon nhờ. Ủa, lại còn bỏng nữa này. Vâng, cũng sô cô la mà. Ờ, chơi trội thật buồn mồm. Lại làm cái chơi vậy. Ủa, em đúng là kỳ công. Trời ơi, ngon quá. Thế cứ nói lại thế này, để chị chạy sang kẹo thì cứ để mà ăn đi, nhưng lại còn dán lên đây à. Kẹo thử. Má ơi, sao mà nó nắng vậy? Tiêu hết cả muối rồi nò. Là cái sô-cô-la. Ừ, nhưng mà cái sô-cô-la ngon nhỉ. Sô-cô-la là kiểu gì nó hẳn. Sô-cô-la là gì ngon chứ không biết. Em lại bỏ túi rồi đúng không? Nhưng công nhận hay. Nhưng công nhận không sáng tạo đấy. Chưa từng thấy ai có quả kính mà nó chất chơi như người chơi như thế này đâu. Quả này mà đeo ra đường á, cứ gọi là sang chuẩn nhất đường. Xong rồi, đang đeo cái kính tự nhiên không may á, kiểu ví dụ như nó nỏng ăn kính là cái làm ấy nốt một cái chữ sâu đục sâu rồi à. Nhưng mà hay, đẹp đấy, đẹp đấy. Hôm nào chị cũng phải nghĩ ra là dán cái gì vào kính cho nó sinh động, đúng không? Cũng đẹp thật đấy. Này, không nào đi biển cho chị mượn cái. Đi ra biển cho lội vật ở biển luôn đi. Thua ơi, về đây con ơi. Ai mẹ gọi rồi? Đẹp. Chứ không có hẹn ra đây làm gì? Mê man chạy ra đây. Rồi rồi, về có đi chụp phim chứ. Ê, tôi cho chị mượn đây tính này. Mượn cái gì? Ăn cái hả? Đây, cuối tuần này có phim Doraemon nha. Cuối tuần mình đi xem phim nha. Thế hả? Ừ, về đi. Cuối tuần mình gặp nhau rồi đi xem phim nha. Tí hay nhớ hôm nào chị đi biển với nó thì mua ăn ấy. Ừ, em dính lại nhá. Ừ, đoạn đúng rồi. Trước khi ra chị mượn nhớ dính đầy đủ rồi nhá. Ừ, bye bye, về nhá. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.